ngay sau đây xin được mời anh đứng lên sân khấu để chúng ta chào giải. Vâng, và xin được chào quý vị lên sân khấu. Ông Kim Tấn Trước, Phó Tổng Giám đốc Xuân Mai Sài Gòn sẽ lên trao giải nhì cho vị các bạn rất là may mắn trong buổi sáng ngày hôm nay. Vừa trúng giải ba, vừa trúng giải nhì cho quý vị. Mà hồi nãy anh đang không nhớ mã căn của anh là cái giải ba là bao nhiêu, nhưng mà anh đang thấy là anh có tới ba nó phiếu lần. Như vậy là anh ấy đã mua tới ba căn đúng không ạ? Vâng, xin được chúc mừng anh và xin được mời lên sân khấu Ông Kim Tấn Trước ạ. Còn sẽ lên trao giải nhì với trị giá là 1,5 lượng vàng SJC đã đưa về các bạn quỹ thương vàng quý vị. Vâng, các bạn có thể thấy là anh ấy cười tươi và không thấy hơi mất đâu lại cho quý vị. Và một trăm năm lớn hơn lần nữa chúc mừng cho anh Nguyễn Đức Bằng đó quý vị. Vâng, anh Bằng ơi, em xin được mời nhờ đôi bàn tay vàng của anh được không ạ? Anh có thể giúp cho em cũng như các vị khán giả